Sau 8 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước gần 36,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ đô la Mỹ, gồm cà phê 2,8 tỷ đô la Mỹ, cao su trên 2 tỷ đô la Mỹ, gạo trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, rau quả gần 2,2 tỷ đô la Mỹ, điều gần 2 tỷ đô la Mỹ, tôm gần 3 tỷ đô la Mỹ và sản phẩm gỗ trên 11 tỷ đô la Mỹ. Mỹ cũng tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam, tiếp sau là các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.